Giới thiệu với các bạn đàn hạt giống bắp nếp lai F1 tím 1099 của công ty Hai Mùi Tinh Đỏ. Gỗ này là gỗ nửa ký, đặc tính giống cây sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng từ 63 đến 65 ngày, năng suất cao, trái to từ 350 đến 400 gram một bắp. Bắp có hai màu trắng tím xen kỹ lẫn nhau. Bắp chứa từ 20 đến 25% hạt ngọt, hạt vừa dẻo vừa ngọt. Đặc biệt hạt màu tím chứa hàm lượng anthocyanin. Trên bắp tươi có tác dụng phòng ngừa ung thư. Hướng dẫn trồng: giống thích nghi rộng, trồng được quanh năm. Khổ cách trồng: cây cái cây từ 25 đến 30 cm, hàng chẳng hàng từ 70 đến 15 cm, lượng giống của mình từ 10 đến 12 kg trên 1 hecta, gieo một hốc một hạt, tỷ lệ nảy mầm trên 85%, giống xuất xứ từ Thái Lan. Mặt sau bao bì có ghi thông tin về hàng sử dụng. Mình đặt giống lên hệ số điện thoại bên trên màn hình.